yêu sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bến nước lời ru của bầm. 28 là biển Hòa Bình. Hòa Bình cái góc Ba Vì cách tận 70 cây. Chưa đi bao giờ à? Đây, đây có hôm đi vào đấy chơi nhiều. Tân Lạc. Tân Lạc. Tân Lạc là ngày xưa ai nhỉ? Em có bác gì chưa nhỉ? Cách đây mấy năm ông đã bỏ ra mấy trăm triệu ông làm 8 ha đất kinh. 28 rồi, 27 rồi. Cứ cắt đau vào cho nhanh, đằng nào thế. Thực ra đau là đau tốt cho người trồng thôi, chứ không phải là đau bỏ đi đâu mà no. Anh em mình biết thì mình bảo đây là rễ của nó vàng hết đây này. Được, cái này là đảm bảo rồi, rễ này đảm bảo. Nhìn biết thì rồi. Biết anh em mình biết rồi, cái này cây thì mình biết rồi. Như thế này là đảm bảo rồi, cứng như thế này là ngon rồi. Cứng mà nó thực ra là chả chết cây nào đâu. Đấy, cứ đều đều như này này là lên tốt nhất. Còn thực ra ông về những cành này ông phải cắt bỏ những cái ấy này đi. Nó bật là bật ở đây này, bật càng sát đây nó càng khỏe. Cái này ngoài mình bán đắt không? Mà trồng nổi nổi lên tí nhá, đừng trồng chìm quá. Bây giờ bán thì... Ở kia đang bán lẻ, nó bán 5-6 nghìn. Hôm vừa rồi em bán bao nhiêu? Anh nghiên cứu món này rồi. Nghiên cứu rồi, cái thằng Bắc Giang nó đi vách chanh ở Tuyên Quang là cái này đấy. Ừ. Thấy đây nó gần gần. Biết địa chỉ anh này trên cái đấy. Giờ nó có mạng tiện đúng không? Mẹ... sao mà biết được? Làm sao mà tìm được? Này rễ của nó đúng tầm đẹp luôn này. Rễ của nó vỏ dày đúng không? Độ chua độ ngọt đúng như chanh ta luôn đúng không? Nó phải giữ nguyên bản cái tính chất đấy chứ. Múc rồi. Đấy, rễ của nó này. Cái này là trắng rồi. 100% sống luôn. Anh em thấy này là biết rồi. Bởi vì chiết nhiều rồi. Bưởi đỏ, bưởi diễn. Đỏ, bưởi diễn. Bưởi đỏ giờ rẻ không rồi, 25 nghìn. Nhiều, phải trước 70, 50 nghìn. Đếm